Thần Đồng Đất Việt, một bộ truyện tranh thiếu nhi nhiều tập của Việt Nam đã gắn liền với tuổi thơ nhiều người, được phát hành tập đầu tiên vào ngày 16 tháng 2 năm 2002. Đây là tác phẩm do tác giả Lê Linh và công ty Phan Thị cùng nhau thực hiện ở những giai đoạn đầu. Nội dung của Thần Đồng Đất Việt được lấy từ bối cảnh thời hậu Lê, thế nhưng những sự kiện xảy ra trong truyện không trùng lặp với những sự kiện xảy ra ở thực tế mà được góp nhặt từ nhiều sự kiện, điển tích khác nhau qua nhiều thời kỳ của lịch sử Việt Nam. Mới đây, nhà sản xuất Ngô Thanh Vân đã công bố dự án điện ảnh Trạng Tí, chính thức đưa Thần Đồng Đất Việt lên màn ảnh rộng, hứa hẹn sẽ bùng nổ trên sân chơi điện ảnh nước nhà. Bốn nhân vật trung tâm của bộ truyện tranh Đình Đám cũng đã được lộ diện trong những teaser đầu tiên được công bố của dự án điện ảnh này. Thần Đồng Đất Việt với nhân vật trung tâm là Lê Tý, một trạng nguyên nhỏ tuổi của Đại Việt, cùng những người bạn thân là Xỉu Ẹo, Dần Béo và Cá Mẹo. Cả bốn nhân vật chính tuyến cùng một vài nhân vật phụ tuyến đã cùng nhau trải qua nhiều sự kiện, câu chuyện khác nhau. Trạng nguyên Lê Tý cũng là người có công giúp vua Lê trong việc chống giặc ngoại xâm, trị vì đất nước. Đây là dự án điện ảnh mà nhà sản xuất Ngô Thanh Vân cùng đạo diễn Phan Gia Nhật Linh bắt tay thực hiện. Ngô Thanh Vân chia sẻ, đây là dự án được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay. Cả ekip đã mất hơn 2 năm để có thể chọn lọc và hoàn chỉnh được những câu chuyện ấn tượng trong hơn 200 tập của bộ truyện. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh trước khi đồng ý bắt tay thực hiện dự án phim này cũng đã trải qua nhiều ngày suy nghĩ về hình ảnh cũng như tạo hình nhân vật, làm sao để thật thân quen với người xem cũng như người hâm mộ bộ truyện Thần Đồng Đất Việt. Ngay từ những hình ảnh trong teaser đầu tiên, người xem đã không khỏi háo hức khi nhìn thấy cảnh làng quê bình yên và tạo hình nhân vật vô cùng dễ thương với những hành động và cử chỉ được cho là khá tương đồng với nhân vật trong truyện, cùng nền nhạc dân gian bài Cò Lá lại càng làm cho người hâm mộ nức lòng. Nhạc sĩ Đức Trí sẽ là người nắm giữ vai trò giám đốc âm nhạc trong dự án điện ảnh Trạng Tí này. Nam nhạc sĩ quyết định dùng chất liệu dân gian làm yếu tố chính để tạo nên nhạc phim. Những giai điệu đã ăn sâu vào tâm trí người Việt sẽ được tái hiện lại trong Trạng Tí lần nữa, chắc chắn sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị cho người xem. Trạng Tí dự kiến sẽ được khởi chiếu trên màn ảnh rộng vào tháng 5 năm 2020, đúng ngay dịp hè, hứa hẹn sẽ là một món ăn giải trí tinh thần không những cho các em học sinh mà còn cho cả những người hâm mộ bộ truyện tranh Đình Đám này có cơ hội được trở về với tuổi thơ của mỗi người. Bạn có háo hức chờ ngày Trạng Tí ra rạp không? Hãy chia sẻ với mọi người ngay dưới phần bình luận của video này nhé. Và đừng quên subscribe kênh Tuổi Trẻ Việt TV cũng như truy cập vào trang thông tin điện tử tuổi trẻ việt.net.vn để theo dõi những thông tin mới nhất.